Xin chào tất cả các anh em cần rủ đó, mình cá từ Tổ quốc. Hôm nay tập ra một clip gồm 32 mấy câu nha mọi người, thì có những hai máy cuối cùng thấy luôn máy ngang rồi, để vô cụ thể từng máy cho mọi người xem, bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng loại không clip mình sắp lên anh em cứ gửi vào shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Lên lên con máy thứ nhất mình tham khảo, thì máy thứ nhất là cho mọi người một con máy đây qua, thì con này một con đây qua của Việt Nam sản xuất. Thì con này một con đây qua chu nước như nè, đó 2.000. Thì cước số 2 nó sẽ vô được là 2 150 m, cước số 3 được 100 m. Tổng thể ngoại hình tương đối đẹp, đây hàng Việt Nam sản xuất, máy thì hoạt động ok, chân chung đó. Rất là ok, cái cảnh cái dây nó kêu nè đó. Hoạt động như mực nha, anh em có thể câu ISO câu luôn, rất là ok. Rồi còn số 1 giá là 350k cộng ship. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 lên cho mọi người một con máy hàng khá thương hiệu, đây là con Daiwa Turemen. Dòng Daiwa Turemen thì dòng khá nổi tiếng rồi, không cần phải bàn cãi. Thì máy hoạt động chân chu nhé, máy hoạt động chân chu đây đó, rất ok. Thì em nhấn mạnh nha, con máy này có xuất sắc nha, xuất sắc rất là nhiều luôn. Đây đây đó. Thì máy xuất sắc thì báo em xuất sắc nha. Máy ABS đầy đủ, con này một con Daiwa Truman hàng của Nhật sản xuất nha, phá ABS đầy được nè đó. Con này anh em về câu luôn, câu câu ISO đó. Thoải mái luôn đó. Những dòng này rất là khỏe, cốt là cốt to trợ lực đó. Đây có mặt đạn ở trên luôn nhé, hoạt động đây đó, rất ok. Rồi giá công khai số 2 giá là 500 cho mọi người, 500 cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3, máy số 3 lên cho mọi người vẫn một con máy tay qua, thì con đai qua một con đai qua emblem 3.500 thì ra. Thì con 3.500 này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000, cước số 5 cho được 150 m, cước số 4 được 200 m. Thì bán máy này thì tặng anh em JBL đi kèm nè đó. Thì tổng thể ngoại hình máy có xuất sắc nhé, có xuất sắc, nhấn mạnh đến mọi người luôn đây, xuất đích nè đó. Con này vẫn là một con máy hàng của Nhật sản xuất nha mọi người, hàng của Nhật sản xuất. Tổng thể ngoại hình còn tương đối ok, bộ pin sống hoạt động chân chu nhé, hoạt động thì không cần phải bàn đó, chân chu phá bát đầy đủ nha mọi người, ok quay tả ok. Pha dính nó mắc cái miếng nhựa chỗ cái nấm tay quay thế nè, vẫn quay bình thường nha mọi người, hoạt động thì bình thường, ngoại hình xuất sắc đó. Rồi giá công khai máy số 3 giá là 600 nha, 600 cộng ship, máy xi 5.000, câu lua là dạng đánh lóc bạo lực luôn nha. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 lên cho mọi người vẫn một con máy của Abu. Thì con Abu cây Cabo này thì nó là có bốn mặt đạn nha mọi người, bốn mặt đạn đây đó. Con này có xây là 1.000 nhé, nó anh em nào lua cảm giác câu lời thay anh em câu hanh câu chát câu ISO đó, rất là thuận tiện nha mọi người. Xây 1.000 Abu, ngoại hình còn tương đối đẹp nhé, vui nó đây đó, ngoại hình tương đối đẹp, máy ABS đầy đủ Cardinal. Thì con Abu này xây 1.000 thì cước số 1 sẽ vô được 150 m nha mọi người. Cước số 1 được 100 m nè, bè 0.6 với được 100 m luôn đó. Thì máy thì hoạt động trơn tru rồi, rất là mượt, không lỗi làm gì nhé, pha bớt đầy đủ, pha dính quay ngược ok, quay tới ok đó. Rồi giá công khai mã số 4 giá là 550k cộng ship nhé. Tiếp theo con mã số 5, số 5 lên cho mọi người một con máy Abu, cũng dạng Abu Cardino. Thì con này một con có Abu Cardino 3, xây 2.500. Thì con này một con có nông nha anh em, máy có nông, tay quay xít ốc nè đó. Con này đời cao nha mọi người, dạng đời cao, tay quay xít ốc nè. Mô bên là mô bên
một bên sóng à, có nòng bên sóng này rất là đẹp luôn. Thì con này số 6 mặt đạn anh em, 6 mặt đạn. Con này quay rất là mượt, mượt và khỏe nữa. Đây, thông số cước. Thì con này cước PE 0.8 á, giờ được 150m. Đó, đánh lóc thoải mái nha. Thông số này đánh lóc thoải mái rồi. À, con lăn còn mới sáng. Hoạt động thì rất điểm mượt đây. Đó. Dòng Abu này khá nổi tiếng. Thì con này dòng tua 5.8.1 nha. Đó. Hoạt động rất là mượt luôn. Rất là pha dính, pha dính hoạt động em thì thầm luôn nha mọi người. Rồi giá công khai con máy số 5 giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship máy số 5. Theo sẽ là máy số 6. Thì con số 6 lên cho mọi người là một con máy rất đặc biệt. Đây là một con máy của Pháp sản xuất, đó, Main Brand. Thì con này một con Misen nha nè, Misen 300. Thì dòng Misen 300 á, nó sử dụng bộ nhông của nó là cỡ 2-3-4 cái nhông gì đó, nó chạy kép với nhau đó. Cấu tạo nhông nó rất là độc lạ. Thì mở bên đây, con này một con Misen có nông đó. Đó. Tiếng gắt nghe rất là đã nha mọi người đó. Cốt thì cốt cho lực đây, cốt cho lực năng trong cỏ luôn. Đây, mở bên nó kêu rất là đã, rất là đã. Con lăn thì tương đối sáng đó, đẹp nha mọi người. Thì con này nó chỉ quay mình lên tay trái thôi nha anh em, quay mình lên tay trái thôi đó. Con này thì độ lực của nó rất là lực luôn đó, quay tay trái bình sóng. Xe tương đương con này ra tầm khoảng 4.000 nha mọi người, xe tương đương ra tầm khoảng 4.000, hoạt động ok đó. Rồi giá công khai máy số 6 giá là 600 nha, 600 máy số 6. Tiếp theo con máy số 7. Con số 7 lên cho mọi người vẫn một con máy Misen của Pháp. Đây, con này là một con máy Misen 300. Thì con này một con máy cỏ sâu. Đó, nó kỹ là anh em là máy cỏ sâu. Đó. Cây con này cũng ra tao đó tương đương ta tầm khoảng 4.000, 5.000. Mô bên kêu nè, nhấp rẻ ác nha. Cốt và cốt lực, nắp nắp zin luôn. Đó. Hàng của Pháp sản xuất, dạng máy là máy cổ rồi nha mọi người, máy cổ rồi. Có một số anh em thích lô lóc dạng máy này, đó, vậy đánh rất là khỏe. Bên sóng, bu, ca lê tự bật nha, quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Tổng thể ngoại hình con này thì còn tương đối sáng nha mọi người, đó. Không có xuất sắc gì nhiều. Rồi. Giá công khai máy số 7 giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship máy số 7. Tiếp theo máy số số máy ta số 8. Con số 8 lên cho mọi người một con của Hedon nha, đó, một dòng máy của Hedon. Vẫn là một dòng máy cổ nha anh em, máy cổ. Con này hình như nó xuất cho thị trường của Mỹ nha mọi người, in xuất này main span nè, đó. Này bán cho thị trường Mỹ nha. Đó. Thì con này nó chỉ quay có tay trái thôi nha anh em, nhắc kỹ lại quay tay trái thôi. Đó. Hoạt động chân chu nè, đó. Mô bin là mô sóng nè, đó. Tiếng kêu rất là ác nha. Đó. Quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok. Đó. Hoạt động im thì thầm. Con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000. Đó. Rồi giá công khai mã số 8 giá là 650k nhé, 650k cộng ship. Tiếp theo mã số số 9. Thì con số 9 lên cho mọi người một con máy Barclay. Thì dòng Barclay này thì anh em đã biết một cái thương hiệu của Mỹ. Đây, đóng trên đây là Insuit này, Mark in Japan gì nè. Đó, cái này em cũng không hiểu luôn. Đó, sản xuất tại Nhật, bán cho thị trường Mỹ hay gì đó. Thì em biết, chỉ biết là Barclay thương hiệu của Mỹ thôi. Nè, nè, con này đổi trái phải bình thường nha. Có đuôi chuột nè. Nút này là dạng nút châm dầu. Nè. Ngoại hình còn tương đối sáng. Nhất, không phải nói là đẹp luôn á. Đây. Em mọi người, đó, sáng nha. Bộ bên kia cũng rất là ác nè. Đó. Khá là khét nha. Con lăn thì dạng con lăn đẹp rồi. Đó. Và tổng này trên chu.
quay ngược ok, quay tới ok. Đó, rung pin là 46, gắn lê tự bật nha mọi người. Con này có thể tương đương là tầm khoảng 4.000-5.000. Đó, cái này đánh cá là khỏi chê tao được. Tay quay, tay quay xích cổ nha mọi người. Đây, tay quay nó cũng rất là lực nha. Rồi, giá con khang máy số 9, giá là 700 nha mọi người, 700 máy số 9. Tiếp theo máy số 10. Con máy số 10 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì con này một con Abu C4. Thì Abu C4 này có xe tương đương là tầm 4.000-5.000. Đó. Thì anh em đã biết dòng Abu này rồi, Abu sử bộ nhông là dạng đồng thao luôn, đúng chắc là đồng thao luôn. Đó, anh em nào thích thì báo em tháo qua chụp bộ nhông cho anh em xem nhé. Thì con này được sản xuất tại Thụy Điển nha anh em. Đó, Thụy Sĩ nha, Thụy Điển gì đây cũng không rành nữa. Đó, Thụy Sĩ hoạt động rất là ok nha mọi người. Đó, hoạt động ok mượt. Thì con này đổi trái phải bình thường nha. Đó, tay quay cũng là tay quay xích cổ. Đó, dặn đuôi chuột, dặn đuôi chuột dưới đây. Đó, mua in. Rồi, giá công khai của máy số 10, giá là 1.200.000 nha. Tiếp theo máy số 11. Con 11 lên cho mọi người một con máy của Misen. Một con máy của Pháp, dòng Misen. Thì con này một con Misen 306. Đây mọi người, tổng thể ngoại hình đây. Đó, ngoại hình tương đối đẹp nhé. Đất thì nó không có xuất sắc gì nhiều nè. Đây, mainframe, hàng của Pháp sản xuất cho mọi người. Những cái dòng máy cổ này thì anh em rất là thích để câu lùa lóc. Thì bộ nhông nó rất là khỏe luôn. Đó, cảo lực là cảo lực máy. Đây, đó, mainframe. Cốt là cốt trợ lực, hỗ trợ trên cối. Cối này, hàng nguyên zin nha mọi người, hàng nguyên zin, cối nguyên zin luôn. Cái này là cái động cước, đó, động cước của máy. Thôi, cái cối nó rất là sâu nha. Nắp phèn bơm làm bơm sóng. Thì tay quay con này đã được độ rồi nha mọi người. Đây, tay quay được độ rồi, nấm cũng được độ. Đó, cũng rất là ok nhé. Máy thì hoạt động thì ok rồi. Đó, không nói nằm ra lê, ra lê tự bật. Quay ngược ok, quay tới ok nha mọi người. Đó, quay ngược ok, quay tới ok. Dòng này là chiên cho anh em cạo cá rồi. Đó, con này có xe tương đương ra tầm khoảng 6.000-7.000. Rồi, giá công khai máy số 1, giá là 1.300.000 nhé. Tiếp theo máy số 12. 12 lên cho mọi người một con máy Daiwa, Daiwa S2000. Thì dòng Daiwa này rất là nổi tiếng với độ trâu bò, nhông như là nhông đồng thao. Hoạt động thì rất là mượt. Đó, anh em có thể câu cha, câu chép, câu lăn xê, câu đáy, cạo biển. À, đây một dòng máy bãi nhưng nó sẽ có phá âm nha mọi người. Đó, anh em không thích kêu thì tắt tiếng âm nó đi. Đó, hoạt động nhận im thì thầm nha. Quay ngược ok, quay tở ok. Đó, thì tổng thể ngoại hình thì còn rất là mới. Đó, đây, đây, tổng thể ngoại hình còn rất là mới luôn. Đít thì không có bị xước luôn nè, mình không cũng vậy. Chỉ có cối dạng nó bay cái lớp mà phủ mạ lên đó mọi người, nhưng vẫn còn ngoại quan nhé. Con này của Nhật sản xuất, đã qua đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000 nha mọi người, ra tầm khoảng 8.000. Rồi, giá công khai của máy số 12, giá là 1.000.000 nha mọi người, 1.000.000. Tiếp theo máy số 13. 13 lên cho mọi người một con Daiwa SS 3000C. Đây, đây một dòng máy cũng rất là đẹp luôn. Đây, 3000C. Cổi thì nó có bị muối ăn li ti nè. Đó, quay kỹ cho mọi người xem. Nói chung thì không ảnh hưởng gì đâu. Đó, ma quăng trên đây thì còn rất là đẹp nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, anh em về có thể xuống tầm không bắt câu cũng được, câu cũng rất là ok. Con này nó sẽ tương đương ra tầm khoảng 8.000 nha mọi người, 8.000-9.000. Nó hoạt động chân chu, mua bên lòng bên sống.
đó. Mấy chút ok, con lăn này lăn đẹp này đó. Đây, con lăn này đẹp nha mọi người đó. Dính dạng dây á, màu á, không ảnh hưởng gì đâu đó. Tất cả ok. Thì con này cước bảy với được 170 m, cước bảy với được 210 m, cước sáu được 260 m nhé. Hoạt động chân trung đó. Rồi giá cũng khang mã số 13, giá cũng là 1.000.000 nhé. Tiếp theo mã số 14, có 14 lên cho mọi người một con Daiwa SS 900 LB. Thì con này dạng hàng sưu tầm đó, hàng sưu tầm Daiwa Tài Thắng nè, còn nè đó. Mua bên là mua bên sống nè đó. Thì con này dạng anh em là thích đánh ISO á, dạng không xài mua bên á, xài Tài Thắng á, thì rất là thích hợp nha đó. Máy thì đẹp rồi đó, không còn gì phải bàn. Đây qua đây, đất bị xước cái này nhẹ chỗ này thôi, tất cả phần này rất là đẹp luôn đó. Cối thì ok đẹp rồi đó. Tổng thể ok, hoạt động đây đó. Hoạt động rất là ok nha mọi người. Đây tới ok đó. Rồi giá con khang máy số 14, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship máy số 14. Tiếp theo máy số 15 đó cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con này dạng hàng hiếm. Thì con này một con Daiwa AX AX 5000. Đây mà dần ở đây à, rất là đẹp nha. Cổi nó cũng tay quay cũng có hoa quăng nữa nè. Nấm sau là bằng gỗ nè đó. Đầu bằng gỗ luôn nè. Rất là đẹp. Tay quay gỗ. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là đẹp nha mọi người. Con này ngoại hình nó trên 90-93% nha. Đó. Hàng của Nhật sản xuất. Mua bên là mua bên sống nè. Màu quăng đầy đủ. Nồi thì không bị muối ăn luôn nha anh em. Nồi rất là đẹp luôn, không có sức dưới đây luôn đó. Thì máy hoạt động ấy ok nha anh em. Loại này thì chiên cho anh em cạo cá nha đó. Tính bạo lực quay ngược ok, quay tới ok đó. Bộ bên là bồn sống, tiếng kêu cũng rất là ác luôn. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 10.000, cước số 10 đi được 180 m, cước số 8 mới được 240 m. Hỗ trợ là cốt, là cốt trợ lực như này, cốt trợ lực. Đây, đó. Rất là chất lượng nha mọi người. Hoạt động này tương trung. Rồi, giá công khai máy số 15, giá là 1.800.000 nha. Con mã số 16. Thì con 16 lên cho mọi người một con dạng hàng đề cao tí. Đây một con máy Shimano Anoc. Thì con Shimano Anoc này, một con Shimano Anoc 86.000 đó. Cước số 6 được 150 m nha. Thì con này em không biết tại sao thì mấy Nhật anh tẩy cái thông số trên nồi nè. Đó. Tiếng kêu nó cũng rất là ác luôn nè. Đó. Đây một con Shimano nhé. Nồi thì còn rất là đẹp nha mọi người. Tổng thể ngoại hình cũng còn rất là ok Shimano. Con này của Malaysia sản xuất, máy 6.000. Thì con này anh em có thể câu lục, câu lua, câu bạc bãi cũng rất là ok nha. Máy hoạt động im mượt, rất là mượt, ABS đầy đủ. Đó. Mượt mà chân trung, máy cứ ok, quay được ok, quay tới ok, hai bát khóa đầy đủ. Rồi giá công khai máy số 16, giá là 1.000.000 nhé. Tiếp theo máy số 17 lên cho mọi người một con máy Shimano Nawi 8000 BG. Thì dòng BG là một dòng máy chiên cho anh em cạo cá nhé. Đây, thì 8000 thì cước số 8 như được 160 m, cước số 6 được 220 m nhé. Tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người.
Thấy người quay luôn nè, đất nè, còn rất là mới nha. Trên đây cũng vậy, rất là mới luôn. Đây là một con máy của Mala sản xuất. Còn lăn đây đó. Rất ok nha mọi người, còn rất là sáng. Thì cước bi thì bi số 5 với lực hàng 240m, bi số 6 với lực 180m. Máy hoạt động này chân chu nè, đó, rất là mượt. À, con này anh em về đến đầu lực hết bài. Hình như con này đời 2010, 2008 hay vậy mọi người. À, không nhớ nữa. À, tay quay xích cổ nè, à, xích góc. Máy thì hoạt động im mượt đây. À, tay quay thì ok. Xin mình luôn, tay chin. À, mặt đạn đây, thấy anh em thấy mặt đạn trong đây không? Rất là to nha. Nè. Quay nhẹ cũng quay nữa nè, đó. Rồi giá của khang máy số 17, giá là 1.750.000 nha anh em. 1.750.000. Tiếp theo máy số 18 lên cho mọi người một con máy Shimano tờ win. Thì con này một con tờ win 4000, cước số 4 với độ 150m. Đây nồi bị múa nhăn nè đó. Nào, nhưng đổi ngược lại cái là máy hoạt động rất là mượt. Thì con tay win này nó bị lai tay quay luôn nè, tay quay bị lai luôn nè. Máy sao thì bảo anh em quay luôn cho anh em quay biết. Máy hoạt động rất mượt, ABS đầy đủ, pha dính quay ngược ok, quay tới ok. Rồi giá công khai của máy số 18 giá 600 nha mọi người, 600 máy số 18. Tiếp theo lên cho mọi người con máy số 19. Con này thì dạng siêu phẩm, không phải siêu phẩm gì mà về ít cái khi nào được con máy mới như thế này. Đây một con máy Shimano Nasus. Đây một con Shimano Nasus. Thì con Nasus này một con Shimano Nasus 5000, C5000. Thì dòng máy C của nó là một dòng máy body, nên nó có body nhỏ gọn tương đương với tầm khoảng máy 4000 thôi. Đó. Thì máy 5000 thì thông số 5000, cước số 5 vô được 150m, cước số 6 vô được 125m, cước số 4 vô được 190m. Bi thì bi số 2 vô được 320m, bi số 3 vô được 190m. Máy còn rất là mới luôn. Đây, không có xước xát gì nè, đít nó còn rất là mới luôn. Lỗi này về nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó, độ mới ra tầm khoảng 94%. 94-95%, rất là mới. Thì con Nasus này của Malay sản xuất, đời 2010. Còn lần cũng còn rất là mới nè. Sáng bóng nha, hoạt động này. Hoạt động rất là mượt luôn. Đó, dạng hàng trưng bày thôi chứ chưa qua sử dụng luôn quá. ABS đầy đủ nha. Về hàng đời cao nên có nút châm dầu nè, nó chưa tháo luôn nè. Đây, pha dính. Hoạt động mượt mà. Mua bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 19, giá là 1.750.000 nha anh em, 1.750.000. 1.750k. Tiếp theo máy số 20. Con 20 lên cho mọi người một con máy Tewin 5000. Đó. Thì con Tewin 5000 này cho mọi người một con Tewin 5000 HD đó. HG thì dòng HG một dòng máy dòng tua cao nha anh em, chia cho anh em đi lua đó. Chia cho anh em đi lua là nhiều thì lua cao lăng xe rất là ok. Ngoại hình đó các mọi người, ngoại hình còn rất là ok nhé. Đây bên mua bên thì đẹp, có chỗ này bị muối ăn nhẹ cho này nè. Tất cả ok chơi nha, phần trong thì ok hết đó. Còn lăn ok nè đó. Ở dưới đây ok. Từ win poker thì con từ win này một con 5000 hàng sạch bên đời, con này đời 202 nha anh em, đời 202. Máy thì hoạt động ok rồi,
rất là mượt luôn. Đó. Lắc tay vây nó cũng vây nè. Đó. Vây dòng tu cao nè. Đó. Máy thì máy xích cổ như nè. Đây, cái nút châm dầu được tháo cái nè, nó xuất sắc tí nè. Tổng thể của hình còn lại ok hết nha anh em. Rất là ok. Rồi, giá con khai máy số 20, giá là 2,7 triệu nha anh em, 2,7 triệu. Đó. Tiếp theo máy số 21. 21 lên cho mọi người một con máy của Anox. Con máy đua chuột Anox. Thì con đua chuột là một con máy đua chuột có hỗ trợ 3 tuner, sợ cực nhanh nè. Đó. Chiếc ở đây nó cứng lại. Đó. Chiếc qua cứng lại. Đó. Cứng ngắt luôn. Đó. Cứng nè. Đó. Chiếc qua đây. Đó. Thì con này độ mới nó rất là cao nha. Độ mới con này nó ra tầm khoảng 95-93%. Em ơi, soi cho anh em xem. Rất là mới. Đít nó bị xước nè. Con năng ok nè. Máy này có ABS đầy đủ nha. ABS đầy đủ. Nút bấm. Đời này đời 208 nha anh em. Đời 208. Đời cũng khá là cao. Nguyên sống. Ốc ok. À, chưa bị tháo luôn nè. À, con này của Malaysia sản xuất nha mọi người. Hoạt động thì rất là mượt. Dạng này chia cho anh em câu lua, câu lóc, câu lăng xe, câu chép. Rất là ok luôn. Đây, đó. Ở bên xả nhanh nè, săn hàng là phát gặp về luôn. Đây, cứng nè. Đó. Quay được ok, quay tới ok. Thì xây 2500 thì cước số 2.5 như được 150m nha anh em. Đó, cước số 2.5 như được 150m. Cước số 3 được 120m. Rồi, giá con khang mã số 10 mấy ta. À, 21, giá là 1,2 triệu nha. Tiếp theo máy số 22. 22 lên mọi người một con máy của Shimano CPA. Thì đây một dòng máy CPA BB đó, C3000S. Thì dòng S này dòng máy có đông, C3000 là dòng máy body đó. Thì đây là thông số của nó đây, cước 0.8 như là 150m, cước BE 0.8 như là 150m. BE số 1 như là 110m nha anh em. Đó. Chiếc bộ pin rất khỏe nè. Nó mắc một cái tem trên đây. Đó. Máy sao anh em báo anh em vậy. Con này có nhiệt sản xuất. Hoạt động im mượt. Đó. Rất là mượt. Con này đi về lô lốc hết bài. Đó. Lô lốc đến nha. Hơi hết bài luôn. Rất là mượt nha mọi người. Quay ok nè. Đó. Quay tới ok nè. Thì tổng thể mô hình thì còn rất là mới rồi. Đó. Máy ít xuất sắc. Rất là mới nha nè. Nút châm dầu nè. Đó. Hoạt động im mượt. Con này đời 2010 cho mọi người. Rồi, giá con khang mã số 22, giá là 1,7 triệu nha. Tiếp theo mã số 23. 23 lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster 4000. Thì dòng 4000 này thì rất là hiếm rồi. Đây một dòng máy Biomaster 4000, hàng của Nhật sản xuất nha. Đó. Thì con này đời 206 hay là 205, 206 205 gì đó mọi người. Đó. Thì máy 4000 thì cước số 4 được 150m, cước số 5 được 120m. BE thì BE số 2 như được 260m nha. Máy 4000 thì chỉ cho anh em cầu lua đánh lóc, cầu lăn xe, có thể cầu lục cũng được, rất là ok. Máy hoạt động chân chu nè, máy hỗ trợ là cốt có mặt đạn nè, cốt mặt đạn trợ lực. Đó, hoạt động rất là mượt. Nút châm dầu nè, rất là ok. Tổng thể ngoại hình thì nó có xước sát chỗ này nè, cái quành này xước li ti một tí thôi. Bên này cũng vậy. Phần còn lại ok hết nha. Đây. Cối thì còn rất là đẹp luôn. Con lăn cũng còn rất là ok nè, sáng. Ốc này chưa tháo luôn nè. Đó.
hàng của Nhật sản xuất. Thì hàng của Nhật sản xuất thì nó đánh rất là bền, bền và khỏe. Đó, những dòng máy này rất là bền và khỏe, hoạt động chân chu, ABS đầy đủ. Rồi, giá công khai máy số 23, giá là 2 triệu 5 nhé, 2 triệu 5 cộng ship máy số 23. Tiếp theo lên cho mọi người là con máy số 24. 24 lên cho mọi người là một con máy Shimano. Đây một dòng máy Shimano đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật. Đây một con máy Shimano C3000, hàng của Nhật sản xuất nhé. Đó, dòng C3000 thì dòng máy body nhỏ gọn. Đây, đó. Thì đây, về được hai máy. Một máy có hộp và một máy không có. Thì để em đọc con số trên hộp cho nên vậy biết. Thì con này nó nặng là 260g, 5 mặt đạn, dòng tua 5.0.1. Thì thông số của nó đây, C3000 thì cước số 5, cước số 3 chỉ được 150m, cước số 4 chỉ được 100m. Bia thì bia số 2 chỉ được 180m nha. Thì con này về thì nó không có hộp. Đó. Tay quay xích cổ nè. Đó. Đời 2008, đời cuối cùng của Bio sản xuất tại Nhật. Được cái là hoạt động rất là mượt. Đó. Những cái đời hoạt động rất là mượt. Mượt và chân chu. Đó. Mua là mua sống nè. Mấy cước ok nè. Đó. ABS phá là dính nè. Đó. Hoạt động mượt mà nha mọi người. Đó. Anh em có thể về câu lua. Câu lua rất là ok nhé. Rất là nhẹ và mượt. Rồi, giá công khai máy số 24, giá là 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu. Thì đây nó có xuất sắc vài điểm thôi. Tổng bên đây thì rất là mới nè. Đó. Bên đây nó xước đây một tí nè. Đó. Bên đây một tí nữa. Đây. Xước 5 năm thôi, không ảnh hưởng về máy, tổng thể qua tương đối đẹp. Ốc thì ok hết nha. Hoạt động mực mà. Rồi, giá công khai mã số 24, giá là 2.4 triệu nha. Tiếp theo mã số 25. 25 thì con này được về là full túi nha, full túi full phụ kiện luôn. Đây, nó gồm hộp nè. Sách hướng dẫn nè. Đó. Túi. Đây, túi của Shimano luôn. Đây, đó. Thì con này được độ nấm đây, nấm của nó đây, nấm đậu là nấm zin, nấm đậu và nấm zin, nấm zin đây, đó. Nấm đậu, cái lông đền mặt đạn gì nè, đó. Thì máy về sau để anh em vậy luôn, đó. Cái này chắc rồi, lông đền mặt đạn với chim cái nấm nè, đó. Máy đề sao để vậy cho anh em luôn, có túi với luôn, đó. Rồi anh em chỉ việc là go cước, go bia và đi câu thôi. Đó. Thì thông số thì em đã đọc trên kia đây. Đó. Nặng 260g. Bia cước số 2, cước số 3 thì vô 150m. Đó. Con này còn hợp nha mọi người. Tổng thể ngoại hình mới mà. Đó. Lên scan. Đó. Con lăng đẹp, con này C3000, hàng Japan sản xuất, đời 2008, máy hoạt động im mượt nha, đó, rất là mượt luôn, đó, được độ nấm, cái nấm này cũng cỡ 200-300 ngàn nè, đó, rất là mượt, tặng thêm cái túi nữa nè, đó, cái túi để bảo vệ máy, túi bên sống, tổng thể của hình đẹp, đó, có xuất sắc dài đẹp thôi. Đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Rồi, giá công khai của máy số 28, giá là 2.8 triệu. Máy số 25, giá là 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu máy số 25. Theo lên trên đây nguyên vàng đai qua luôn. Con số 26 lên cho mọi người một con đai qua kit. Thì hoạt động rất là mượt nha. Thì đây là một con đai qua kit 2000. Xe tương đương ra tầm khoảng 2000, cước số 2 từ 150m, cước số 3 từ 100m. Máy hoạt động trơn tru nè, đó, rất là mượt. Những con kit như thế này anh em rất là thích đi đánh chẽm, rất là mượt, khỏe nữa. Đây. Ngoại hình có xuất sắc nè, xuất sắc được ti cái này nè.
Thì kit Canina là một dòng kit của Thái sản xuất nha anh em, Thái Lan sản xuất. Đó. Con này được độ nấm nè, đó. Nấm đây qua. Hoạt động im mực, đó. Rất là mực luôn. Con lăn còn rất là đẹp, ngoại hình xuất sắc đi tìm một tí thôi. Nhưng mà con này nó có lỗi này, cái lỗi của nó chỗ này. Đó. Do trong quá trình vận chuyển nó cắn máy nè, đó. Cắn chỗ này. Đó. Anh em về có thể lấy lên dây nhám á, anh em đánh nhẹ lại cái là ok liền. Hoặc anh em có thể độn bóng đèn vô cho dây nó ăn vô trong đây một tí. Đó. Thì thật sự thì dây nó vô thì cũng không có vướng gì đâu. Đó. Nhưng mà máy sao thì em báo anh em vậy. Đó. Chỗ này, đó. Hoạt động trơn tru. Rồi, cho máy lỗi cho đó thì giá cũng như giá rất là mềm luôn. Rồi, con máy số 26 giá là 1 triệu 3 nha anh em, 1 triệu 3 cộng ship máy số 26. Tiếp theo con máy số 27. 27 lên cho mọi người một con máy Candina 2000. Thì có 27 này có full túi. Túi. Đây, túi sách hướng dẫn. Đó. Túi và sách hướng dẫn nha anh em. Túi sách hướng dẫn hộp. Ở đây là thông số của nó. Thì con này nó nặng là 230 g, rất là chuẩn cho anh em đô lốc nha. Đô lốc tôi chẻm dòng tô của nó là 4.7.1. Đây, cước số 2 như được 150 m, cước số 3 được 100 m. Con này 5 mặt đạn. Thì máy đây đó. Thì máy này có đi kèm JBL cho mọi người nha. Về anh em JBL này thì anh em có thể câu cũng được đó. Máy còn rất là mới, chứng tỏ cái dây bia này họ ít câu đó. Máy rất là mới nha mọi người, hàng của Thái Lan sản xuất, xuất cho thị trường Nhật. Tổng thể máy rất là mới luôn đó. Đây, không có xước xát cái đít này luôn đây, thấy hàng quay phim luôn nè. Để anh em cần báo mình chụp hình cận cảnh lại. Con này rất là đẹp, tay quay zin. Rất là đẹp, máy hay hoạt động chân chu rồi. Đó. Không còn gì phải bàn. Độ chân chu của kit thì không còn gì phải bàn, mua bên là mua sống. ABS khá là dính, hai dính, hoạt động im mượt thì quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rồi, giá công khai máy số 27 giá 2 triệu như này. Đó, máy 2 triệu, giá 2 triệu. Tiếp theo con máy số 28. 28 lên cho mọi người một con máy cũng đây qua kit luôn. Đây, đây là một dòng kit đây qua Cardina 2500. Thì con 2500 này thì có xe tương đương ra tầm khoảng 3000. Cước số 2 được 200 m, cước số 3 như là 150 m. Thì loại này thì chuyên cho anh em câu lốc nhiều hơn, đánh lốc. Đánh lốc đánh chẽm rất là ok nha, mua bên là mua bên sống. Thì dòng kit thì nó sụ cốt và cốt chơi lực hết nha mọi người. Đó. Đây, tổng thể ngoài máy thì còn rất là mới đây. Xước xát đây tí nè. Đó. Dưới đất có xước đây tí nè. Đó. Còn lần này xước đây tí. Đó, tổng thể như đó thôi. Đó, xước xát nhiều đó thôi. Đó. Hàng của Thái Lan sản xuất. Máy hoạt động đây rất là mượt nha anh em. Đó, máy hoạt động rất là mượt khỏi bàn. Đó là mượt sống, lấy cước ok, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, rất là im nha, hoạt động nó là im, rất là im luôn. Đó. Im mà im thì thầm. Rồi, giá công khai máy số 28 giá 1 triệu 8 nha. Tiếp theo lên con số 29 và 30. Thì hai con này nó giống nhau nha mọi người. Đó, dạng máy chưa qua sử dụng. Cái này em mua hàng sale về. Máy chưa qua sử dụng. Đây, nên sau cho anh em phần thứ nhất. Thì máy của nó gồm túi sách hướng dẫn nha. Mọi túi và sách hướng dẫn. Đó. Thì đây một con đây qua Batuner. Đây qua Batuner. Con này được sản xuất tại China nhưng mà xuất cho thị trường Nhật nè anh em. Đó. Đây thông số kỹ thuật của nó,
Thì con này dòng tua của nó 5.1.1, nặng là 320 g, tải mát của nó, lực gắt của nó là 6 kg, ba mặt đạn cước số 2 được 200 m, cước số 3 được 150 m. Con này sẽ tương đương với tầm khoảng 3.000. Đây là thông số BE của nó là mọi người, BE1 giờ được 280 m, BE số 1.5 giờ được 200 m. Máy chưa qua sử dụng, máy có chế độ 3 tuner xả cước nhanh đó. Lọ này là chuyên cho anh em săn chép rồi đó. Đây, quay là bê tuần tự động, máy hoạt động rất là mượt. Thì con này một con Daiwa nha anh em, máy Daiwa, hàng cho hàng China xuất nhập đó. Hoạt động đây đó, mượt mà khỏi bàn, hàng chưa qua sử dụng nha mọi người đó, rất là mới. Bên sống chiếc một bên sau, chiếc một bên trước đó, hoạt động rất là mượt, ABS đầy đủ. Rồi, giá công khai mã số 29, giá 1.4 triệu nha. Và mã số 20 cũng vậy, giá 1.4 triệu. Hai máy như nhau nha. Hai máy cuối cùng, thì hai máy cuối cùng là hai máy lua, máy ngang. Thì con này một con máy ngang Scorpion, một con máy của Shimano. Thì con này một con máy Scorpion của Shimano, rồi con máy lua, máy ngang. Đó. Đây, bóp con ra đây. Đó. Máy ok nha nè. Thì máy ngang thì em không có chuyên về máy ngang nhiều đó, em chỉ giới thiệu sơ qua thôi đó. Spot nó đây, có bị mũi ăn gạch tan một tí nè. Tổng thể của hình đẹp nè, Shimano, hàng của Nhật sản xuất, Mercedes-Benz. Con này còn máy tay trái nha nè, máy tay trái Scorpion, máy hoạt động ok đó. Đó. Nói chung thì em cũng không chuyên về máy ngang này nhiều lắm. Bót chạy ok nha anh em, tất cả ok. Chiếc chiếc gắt nè, anh em có thể lua lóc nè, con tay trái nha. Rồi, giá công khai máy số 31, giá là 1.2 triệu nha. 1.2 triệu máy số 31, một con máy tay trái Scorpion của Shimano. Đó. Tiếp theo máy số 32. 32 là cho mọi người muốn một con máy của Shimano, một con Kata Katuta. Đó. Thì con này nó xuất sắc nè mọi người, xuất sắc nhé. Con Katuta này xuất sắc. Đây. Con này một con máy quay tay phải nha anh em, tay phải, em nhấn mạnh là tay phải. Đây, 200XT Shimano. Đó. Thì đặc biệt con này hoạt động rất là mượt nè. Đó. Đó. Mượt mà nha mọi người, êm mượt. Không có tiếng động lạ luôn. Đó, rất là êm nha anh em. Đó. Hàng này hàng của Nhật sản xuất. Đó, anh em chuyên lô lốc. Đó, chuyên lô lốc săn hàng. Đa phần những con này thế nên đi săn lốc gần được. Đó, săn lốc gần. Rồi, giá công khai máy số 32. Giá là 2 triệu nha mọi người. Rồi, đó tổng cộng 32 máy lên cho mọi người hôm nay. Nếu người ưng máy nào để lại số điện thoại tự động liên hệ của mọi người nha.